chết thì là được 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 ở đây là bây giờ là 10 giờ, bà con dân ăn ở vẻ hè Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Đây, buổi ngày hôm nay là các ông các ở công an phường Quang Trung đây tháo bắt đầu bắt rỡ lều đây, mà bây giờ trời mưa trời gió đây, trẻ con đây, trẻ con đang nằm trời mưa như vậy đây, mẹ nữa, thiên đường của xứ sở của ông Điệp Chỉ Gà đây, đến giờ này đây hành bà con như vậy đây, mong cộng đồng mạng ạ chia sẻ đây cho chúng tôi đây, thiên đường của Điệp Chỉ Gà đây, trời ngoài trời đang mưa rất là to đấy, đến giờ này còn chưa xong đấy. Cảnh là khổ không mẹ, ở dưới thì nó cướp, ở trên thì nó hành. Các ông các bà đi họp cả những đoàn đại biểu ăn hại của dân. Đây, đây là gia đình nhà tôi đã, Trần Văn Ngọc ở tỉnh Ninh Bình đây, bị chính quyền tổ chức đây cướp đất cướp nhà, bắt các bố tôi bỏ tù 11 năm nay, bắt không lệnh thả người không ký giấy nhận tội đây, để hành hạ gia đình nhà tôi đây, con cháu nhà tôi ra đường như như vậy đây, giờ này còn chưa được ăn uống đây. Đấy, chính sở của ông Điệp Chỉ Gà đây, ém đơn không chịu giải quyết. Có thiên đường nào như cái thiên đường của Điệp Chỉ Gà không? Đấy, trẻ con nó còn không có chỗ ở, đang phải phải ở nái nãy em phải hè. Đấy, bắt bà con rỡ lều bạc như vậy đây, bây giờ là không có chỗ ở, trời mưa trời gió như vậy. Đây còn đỏ đói nữa, giờ là còn chưa được ăn đây, có chỗ ở đâu, mẹ, cái thiên đường của ông Điệp Chỉ Gà đấy, không có lều bạc thì che đây. Gia đình Nguyễn Đình Tu đây, ở đây 8 năm đòi đòi tài sản mà chưa giả đây. Hôm nay có là công an bảo vệ phường ấy coi như là tháo rỡ bạc rồi, lại cướp hết cả bạc đi rồi, không còn bạc che, trời mưa đang nằm ngồi đây. May là ông Thắng ông cho mượn cái ô đây này, che đang ngồi. Đấy, bà con Hà Nội thương tình cho mượn cái ô, nó cướp hết cả bạc. Công dân thế này không? Tỉnh Nam Định. Đấy. Bây giờ tôi không biết là tôi còn cách nào ra người cả cái thứ. Đảng là cuộc sống của tôi. Tôi mình về nhá. Đảng là cuộc sống của tôi. Đó, đảng cho tôi một ngôi nhà dài. Chiếc tù ngủ. Đảng cho tôi một cung bầu trời hàng tỷ ngôi sao. Trong cái bài hát ca ngợi đảng ấy, đảng là cuộc sống của tôi, có cái câu là ngôi sao sáng nhất trong muôn vì sao. Vậy ra 1 tỷ ngôi sao, tôi chưa tìm ra 1 ngôi sao là sáng nhất trong 1 tỷ ngôi sao. Đấy, bây giờ đấy, đảng đấy, đảng cho, đảng đấy, cuộc sống này đấy, đảng đấy, đảng cho đấy. Đây, đảng đã cho ta cuộc sống ở vẻ hè đây, ơn đảng đây, ơn chính phủ đây, ơn đại biểu đi họp ăn hại đây. Cái đảng đây là đảng của Cụ Hồ đấy, đảng của Cụ Hồ đấy. Đấy, trẻ con giờ này đây, đảng là chưa được học hạ đây, đảng là không Hồ có bảo đến này 5 giờ này còn chưa được tắm rửa đây. Thuốc cán bộ đảng viên nó nói là học gương Bác Hồ, nhưng mà bây giờ, nhưng mà bây giờ ấy, nhân đây ấy, tôi hỏi ông Trọng, ông Trọng vừa ra một cái thông điệp rất là chuẩn bị cho nhân sự đại hội đảng 13. Ông Trọng có ra một cái thông điệp là đừng bị cái kẻ nó dùng động tác giả nó lừa, thấy chưa? Nhưng mà chính bây giờ ông Trọng đang bị nó lừa, chính ông Trọng đang bị nó dùng động tác giả nó lừa. Nó bọc áo gian, bọc áo dối. Tôi nói tới chịu trách nhiệm của tôi là Nguyễn Xuân Thái, Hải Hậu, Nam Định. Ông Trọng ra cái thông điệp chuẩn bị cho đại hội 13 về cái nhân sự. Ông Trọng ra một cái
thông điệp là đừng để cho cái kẻ gian lận, nó dùng động tác giả, nó lừa. Nhưng mà chính bây giờ ông Trọng đang bị chúng nó lừa, nó báo cáo gian, báo cáo giả, báo cáo dối. Hơn ai hết, chúng tôi là những người công dân lương thiện bị mất đất, bị mất nhà. Bây giờ chúng tôi phải chịu cảnh về này. Người thì 20 năm, người thì 15 năm, người thì 30 năm không nhà ở, không đất đai. Một phi đất xây nhà bị xây không có. Ông Trọng nghe nói chưa? Chính ông đang bị chúng nó dùng đằng công tác nữa. Công tác trả, chúng nó nữa không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm của tôi vì tôi oan ức quá rồi. Tôi là công dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tôi nhớ rất rõ. Quả như kỳ họp Bộ Chính trị, ông ra một thông điệp. Ông nói là đừng để cho những kẻ xấu nó dùng đường tăng trả, nó lừa để nó đọt vào hàng ngũ, vào đảng, nó hại dân hại nước. Nhưng mà chính ông đã bị chúng nó dùng đường tăng trả, chúng nó lừa ông. Chúng nó báo cáo gian. Chúng nó báo cáo gian. Chúng tôi bức xúc quá. Chúng tôi nổi điên lên, chúng nó bảo chúng tôi tâm thần. Nhưng mà thực sự cuộc sống của chúng tôi quá là đau khổ rồi. 30 năm không nhà không đất. Con gái 30 năm. 35 năm không có nhà cưới vợ. 30 năm không có nhà đón Tết. Ông Trọng nghe nói chưa? Chính ông đã bị chúng nó dùng đồng tác đưa. Dùng đồng tác giả chúng nó đưa. Tôi chịu trách nhiệm nơi nó của tôi. Tôi là Nguyễn Xuân Thái, Hải Hậu Nam Định. 8 người con tôi 30 năm nay không có nhà ở, không có ruộng đất để trồng cấy. Cán bộ đảng viên nó lừa, nó cướp hết. Một tí đất trên nhà vị trí không có. Đây, bao nhiêu năm nay đây, rồi trên đêm mới nằm ở về hè với trời mưa về đây. Có hết đều bạt mát đi đây. Có cái bạt che. Trời đang mưa đây. Trên nắng. Hôm nay công an nó cũng lừa hết. Đấy, bây giờ chúng tôi đang phải ngồi mà hứng mưa. Đấy, ông đứng đâu đảng, ông phải chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Phương Trọng nghe rõ chưa? Ông đứng đâu đảng, ông phải chịu trách nhiệm. Đừng để ra chúng tôi qua nước vậy. Tôi là Nguyễn Xuân Thái, Hải Hậu Nam Định. Tôi chống tham nhũng, bị tru dập, bị trả thù. Đảng không bảo vệ, tôi mất đất đai, mất quyền lợi, không được trả lại. Ông phải chịu trách nhiệm. Tôi quá đau khổ rồi, gia đình tôi quá đau khổ rồi. Bà con đang ở hiện đang đây trời mưa đây, hiện tại là trời đang mưa rất là to. Bà con nèo bạc thì bị công an phường Quang Trung nó tháo rỡ hết rồi. Nèo bạc bà bị nó rỡ, nó mắc hết đi rồi, bây giờ hiện tại là không có chỗ để nằm ở. Vâng, tôi là Nguyễn Đình Tu ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa, sinh năm 62. Tôi tố cáo chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, nay làm bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa là Trịnh Văn Chiến về việc không thi hành phần giờ khoản 2 điều 3 nghị định 84 ngày 25 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ, lại tổ chức làm giả hồ sơ đất của tôi đã đóng thuế năm 95, lại không có trên bản đồ địa chính xã năm 2001, ra quyết định số 3850 QĐ ủy ban nhân tỉnh ngày 31 tháng 10 năm 2013 do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Chứng ký hủy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi, bao che cấp dưới phá nhà cây lâu niên hoa màu, cướp đất phân lô bán cho ông Khánh năm 97, bán năm 2002 bán cho Nguyễn Văn Sơn và làm đường năm 93, năm 96, 2007 nhiều lần không bồi thường cho gia đình tôi. Tôi tố cáo đã ăn được 8 năm nằm bể hè gia đình tôi ở đây, nhưng ban tiếp dân trung ương chưa giải quyết. Nay coi như là đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa ra và phối hợp với ban tiếp dân trung ương và công an phường Quang Trung đánh lừa tôi để gọi tôi vào trụ sở, còn ở ngoài coi như là tháo rỡ hết bạt, cướp hết bạt của gia đình tôi, không còn bạt để che mưa. Vợ chồng tôi phải bị ướt mưa từ buổi tối đến nay đang ngồi. Gia đình ông ở dân đây, ông Thắng cho mượn cái ô để che tạm, yêu cầu coi như là đảng, quốc hội, chính phủ hủy quyết định nói trên, trả lại tài sản cho gia đình nhà tôi.
Đấy, bà con là tôi đây, hiện tại đang ở trời mưa, rất là trời mưa. Tôi nói rõ quan điểm của tôi. Nếu như tôi sai, xử lý tôi. Bỏ tu hoặc là tử hình. Nếu mà tôi đúng thì phải giải quyết. Tại sao? Vụ việc của tôi 24 năm nay rồi. Vụ việc xảy ra là 30 năm rồi. Nhưng mà 24 năm nay rồi, tôi đổi đơn đi kêu cứu. Nhưng từ địa phương đến trung ương, riêng cơ quan chống tham nhũng trung ương, do mà trận chuyển đến quả gia đình tôi 11 lá đơn rồi mà không được hồi đáp, không được trả lời, đúng là sai. Đấy, bà con hiện tại đang ở trời mưa đây, tháo hết rồi. Hiện tại trời đang mưa, cậu ăn cậu có chung rỡ hết nhà bạn của bà con đang đi đốt rồi. Đấy, bà con đang nằm tạm trời đây, không có bạc, không có trời. Đây là thiên đường của Điệp Trì Gà. Con không có lều bạc, mang hết vỡ hết đi, không còn một cái gì để cho bà con gọi là ta túc, bạc không có thứ ôm sạch. Bà con hiện tại đang nằm ở trời mưa. Làm xe lều bạc mình. Dưới thì nó cướp, trên thì nó đẩy hành dân. Bây giờ trời đang mưa to như thế này đây. Bà con đây đã phải. Đấy. Hiện tại trời mưa rất là to. Có thấy thiên đường nào như thiên đường của nước Việt Nam không? Đây là các ông các bà đến họp ăn hại tiền thế của dân. Ở trụ sở trên dân trung ương đảm mà có trụ sở có được vào đâu, thiên đường của đâu. Hiện tại là trời nó bắt đỡ hết rồi, bạn bà con nên có đất nước này như đất nước Việt Nam không? Các ông các bà đây, dưới thì nó cướp, trên thì nó hành, nó đầy dân như vậy đây. Có mỗi chỗ ở lều bạc là nó có tre hay. Gia đình tôi ấy xin nhà hảo tâm cho tôi kết bạn 3 người để che nắng che mưa. Vì hôm nay công an bảo vệ phường Quang Trung nó cướp hết rồi. Không có tiền mua bạc mà lại ốm đau bệnh tật, tiền mua thuốc cũng không có. Hôm nay vong hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo công an án lớn đều và rất ngoan. Để cho nó sống trong biển lửa, nóng thôi, mưa gió. Đây là ông trời đây. Ông trời có mắt đó, thiên ơi. Là anh nó không chết mẹ mấy cái thằng nó ngồi trên cao đây. Nó để cho hành dân khổ như vậy đây. Để cho cấp dưới thì nó nằm láo. Nó báo cáo thứ hai, cấp trên chỉ ngồi nghe không biết gì hết. Không dám bỏ ra 5-10 phút mà dám đứng ra mà trực tiếp với người dân ăn. Như ngày 31 tháng 1, ông Trương Hòa Bình về trụ sở tiếp dân đấy, toàn đi gọi là đi ngõ sau, không dám trực tiếp đi cổng chính để mà đối thiện như với người dân như chúng tôi đang nằm ăn nằm ở về hè đây, ăn nằm trực chờ và ở về hè đây. Thì cái đấy gọi là khách sạn ngàn sao của các ông. Có thấy thiên đường nào nó đẹp như thiên đường của Việt Nam này không? Đây là giữa thủ đô Hà Nội đấy,
ngàn năm Tân Hiến đấy. Đấy, con cháu tôi đấy, trẻ con trẻ nhỏ đấy. Đây là gia đình nhà tôi đây, bị chính quyền đây cướp đất cướp nhà đây, bắt các bố tôi bỏ tù đây 11 năm đây. Đây là nhân chứng sống 11 năm trong tù, bắt người không lệnh, thả người không ký giấy nhận tội. Thưa hỏi luật pháp nào các ông các bà đang đi họp ra hiến pháp và pháp luật, điều khoản nào của các ông các bà bắt người không lệnh, thả người không ký giấy nhận tội? Có phải các ông các bà đi họp ngồi trên quyển hiến pháp mà không thực hiện theo hiến pháp không, để cho hoàn cảnh gia đình nhà tôi đẩy ra nằm ở vỉa hè như vậy không? Nơi gọi là các ông gọi là khách sạn ngàn sao không? Mẹ mày, bố mày cho nó cút luôn. Vùng cầu đây, bố tôi là nhân chứng sống đây, mọi người hãy hỏi. Đây, bố tôi sẽ kể về đi tù cho mọi người coi đất nhà tôi như thế nào mà còn bị cướp vào đây. Nếu ai muốn hiểu biết về tù bị cướp cung nhục hình thì đến hỏi tôi. Theo số máy 0975914484 tôi sẽ trả lời mà sẽ chứng minh giải thích như vụ Hồ Duy Hải. Giờ ai cần đến hỏi tôi sẽ trả lời và giải thích vụ Hồ Duy Hải cũng như tôi bức cung nhục hình. Đấy, như bản thân tôi giờ tôi vào cái bắt tôi không lệnh, phải lệnh đâu, chờ ông điều tra bảo rồi mày sẽ biết, đưa bảo là không ký vào làm theo ý tao sẽ đánh chết, chả biết còn đông thương làm gì tao. Đời ông nói trong tù như thế thì chắc 100%. Lúc nếu không làm sao ý đánh chết. Mà nhà biết còn đông thương thì ai chứng minh, ai nói đây? Bây giờ tôi nói được, vậy có ai dám nhảy cuộc để trả lời phỏng vấn cái chuyện này không, việc này không? Những ông là bức cung nhục hình đều như tôi hết. Công an thì học, có học, nhà nước nuôi, lấy thuế của dân nuôi công an, để công an ăn học xong bắt đầu hành hạ, bắt người để hành hạ, lấy cái của ấy mà sinh sống, mà làm giàu, mua xe nọ rồi biệt thự nọ biệt thự kia. Cho nên là công an các lãnh đạo đều như thế, vì thế họ mới giàu. Còn không cướp của, không giết người cướp của làm sao mà có như vậy, chứ không có dân không làm được như vậy đâu. Mà hoàn toàn là người có chức công quyền, nhất là công an. Bây giờ kể cả giao thông vậy, thích phạt ai, thích còi phạt là phạt thì cứ chết. Vớ nhà giàu thì nhiều tiền, nhà nghèo thì ngày mãi là thôi, cho đi. Thế thôi, ở địa phương bây giờ hở ra là nó cướp. Vậy cứ hỏi các bây giờ đang trộm xe máy, chưa dám ra khỏi công an bắt đâu. Vậy tại sao giờ cướp đất cướp nhà bắt không bỏ tù vậy, công an không nhảy vào cuộc, không đánh đào nhảy vào cuộc để làm nó. Nếu như có người nhảy vào cuộc làm sẽ chứng minh được của tôi mà cướp ép bắt bức cung nhục hình, tôi chứng minh được. Nhưng mà ai bây giờ dám nhảy vào nào, đều đồng bọn hết, làm sao dám? Vì vậy giờ tôi nói sơ qua vậy, thời gian nó bây giờ cũng không có nhiều. Giờ thử giờ đấy, đấy là đang mượn đấy. Sau cuộc điện thoại 0975914484 tôi sẽ trả lời và tôi sẽ chứng minh các cái việc bức cung nhục hình. Đấy, gia đình nhà tôi. Đấy, bố tôi là Trần Văn Ngọc ở tỉnh Ninh Bình. Đất nhà tôi có quyền sử dụng đất, bìa đỏ quyền sử dụng các năm 97. Năm 2000 bị chính quyền tổ chức đàn áp, cướp đất cướp nhà bắt cóc bỏ tù 11 năm, bắt người không lệnh, thả người không ký giấy nhận tội. Thì thưa hỏi, ngày hôm nay các ông các bà đi họp quốc hội ban hành ra hiến pháp và pháp luật, thì điều khoản nào của các ông các bà mang hiến pháp ra, điều khoản là của các ông bà bắt người không lệnh, thả người không ký giấy, có phải là các ông các bà đại hội, có phải là đại hội ăn hại của dân không, có vì dân không, do dân vì dân không, hay là các ông các bà ăn hại của những đồng tiền thuế mà hồi xưa nước mắt của chúng tôi đóng thuế cho các ông các bà đi họp? Đất nhà tôi đây, hoàn toàn quyền sử dụng đất đây, tôi nói gia đình nhà tôi nói là có chứng cứ đàng hoàng. Đây, gia đình nhà tôi năm ngoái được giấy của ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo cho Chủ tịch tỉnh Ninh Bình đứng ra giải quyết cho nhà tôi, nhưng Chủ tịch tỉnh Ninh Bình không giải quyết mà chỉ đạo cho huyện Kim Sơn thu hồi bìa đỏ nhà tôi. Vậy hiến pháp nào của các ông các bà đi họp ra mặt thu hồi bìa đỏ gia đình nhà tôi? Xứ sở của các ông các bà thích bắt người ruột là các ông bà thích bắt người nào bắt thích thả là thả, và các ông các bà có
có phải là ngồi trên hiến pháp của Việt Nam hay không? Còn các ông các bà không thực hiện theo hiến pháp thì dạ tán quốc hội luôn đấy, đừng có họp để cho dân chúng tôi phải khổ sở như vậy nữa. Đang nằm ngoài trời mưa như vậy đây, cái tỉnh Ninh Bình là tỉnh ăn hại, không làm gì được cho dân hết. Đang đẩy đây, trời mưa đây, các bạn, các quan trung nằm như vậy. Chào cộng đồng mạng, chúng mong cộng đồng mạng hãy chia sẻ cho chúng tôi, những người nằm ở khách sạn là sao của ông Điệp Xì Gà này, đừng có để chúng tôi sớm được về, có nhà có đất để về mà sống theo hiến pháp của các ông các bà đã hành, chứ các ông bà cứ ngồi đến hiến pháp, ngồi sống đến hiến pháp này thì dân chúng tôi sống như thế nào? Có phải các ông các bà giết chúng tôi hàng ngày hàng giờ nằm ở cái vỉa hè này không? Hiến pháp của các ông các bà đã thì hãy thực hiện theo đúng luật đi, đừng có ngồi trên hiến pháp nữa. Chào cộng đồng mạng.